xin chào các bạn. Bây giờ Vũ Trinh sẽ hướng dẫn các bạn chơi một trò chơi, đó chính là trò chơi thổi bóng bằng miệng. Để chơi trò chơi này thì đầu tiên mình cần có một quả bóng. Ở đây thì Vũ Trinh sử dụng bóng bàn để cho nó nhẹ và dễ thổi nha các bạn. Tiếp theo nữa đó chính là một cái ống hút để thổi. Tiếp theo đó chính là đường dẫn bóng. Đường dẫn bóng này thì các bạn có thể nhờ ba mẹ làm giùm mình nha. Tiếp theo nữa đó chính là một cái ly để đựng bóng nha các bạn. Bây giờ cô Trinh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi nha. Mình sẽ để quả bóng này ngay cái vạch xuất phát nha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng ống hút để thổi cho bóng đi đến cuối cùng là cái ly đựng bóng nha. Bây giờ thì Vũ Trinh sẽ thổi cho các bạn xem nha. Vũ Trinh đã chơi xong rồi, bây giờ đến lượt các bạn chơi nha. Vũ Trinh chúc các bạn chơi thật là vui nha. Chào tạm biệt các bạn.